Lai Văn Tát, hành trình tỏa sáng. Lai Văn Tát, hành trình tỏa sáng. Lai Văn Tát, hành trình tỏa sáng. Xin được kính mời cô Tống Thị Viết, tổng sư hãy cùng tiến lên sân khấu ạ. Cô Trần Thị Hồng sẽ là thành viên. Một tay được không ạ? Một không. Hai thành viên sẽ bắt cặp để cùng nhảy đôi với nhau nha.